Rồi, xin chào bạn. Thì trong video trước mình đã trên tay cho bạn xem về cái mẫu iPhone 8 phiên bản Red này ha. Tuy nhiên thì đó chỉ là bản mô hình mà thôi. Thì mình có mượn được là hai cái chiếc iPhone 8 mà là hàng có phần cứng, phần mềm đầy đủ các thể loại luôn. À, thì bây giờ mình sẽ trên tay nhanh cho bạn xem coi là cái phiên bản mà iPhone 8 có hệ điều hành này nó sẽ như thế nào. Thì do mình đang không có ở nhà cho nên mình mượn văn phòng của Techmark mình trên tay đỡ. Đó, nhận thấy là mình sẽ có là hai phiên bản, một cái màu đen, một cái màu đỏ nè. Đó, đây là cái phiên bản mà iPhone 8 màu đỏ, thì bạn thấy là khác với lại cái phiên bản mà mô hình á, thì bạn thấy ở đây là nó sẽ không có những cái chấu kim loại đây, thấy không, nó sẽ không có những cái chấu kim loại đây, mà trên bản thiệt á thì nó lại có những dòng chữ như thế này đó. Và cái cụm camera thì nó sẽ có đây, sẽ có cái camera luôn, nhưng mà phía trên là một cái cam thiệt, còn dưới là giả mà thôi, và có cái đèn flash ở đây. Ok, thì đây là cái mặt trước của cái máy, thì bạn thấy là nó khác một chút xíu so với lại cái bản dummy là bản mô hình. Tại bạn thấy không, mô hình thì nó như thế này, còn mà cái bản mà trên tay á thì mình thấy là nó có thể đi đây, có thể gọi là iPhone 7S cũng cũng có thể gọi là như vậy, chả biết được. Đấy, thì mình thấy là cái màn hình của nó được làm bo cong ha, nó bo cong như thế này, và cái viền của nó cũng khá là mỏng, và điều đặc biệt là mình thấy là nó sẽ không có cái nút home. Đấy, không nút home, thì nút home này nó sẽ nằm ở đây, khi mình chạm vào nó sẽ rung lên, đó, nó rung như thế này. Ok, thì đây là cái giao diện của cái máy. Giao diện thì mình không bàn rồi ha, giao diện chung của mình không bàn tới. Thì đó là về cái iPhone 8 màu đỏ. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về cái bản màu đen. Thì cái màu đen này mình thấy là nó nhìn nó trông nó đẹp mắt hơn rất nhiều, bởi vì là mặt trước của nó cũng sẽ là màu đen luôn, nhưng mà nó khác một chút xíu so với lại cái bản demo á, là mình thấy là nó sẽ có được cái viền ở đây, còn cái màu đen á thì mình thấy là nó lại nằm ngang như là trên những cái bản iPhone thường. Và ra thì nó sẽ vẫn có được một cái nút home ở đây thôi, khi mình chạm vào như này ha, nó sẽ rung lên, nó rung như là những cái máy massage vậy đó. Đây là cái giao diện của cái iPhone 8 mà hàng trung của đấy, như thế này, làm y chang luôn, y hệt luôn mà chả khác gì hết. Nhưng mà khi vào cái App Store thì mình thấy là nó lại cái vào là CS Play, nó như vậy. Rồi, đây là đại khái về cái phần trên tay nhanh của mình về cái iPhone 8 mà có hệ điều hành. Đấy, nó là cơ bản thôi. Rồi xong. Thì đây là dự đoán là đây là chiếc iPhone 7S thiết kế của nó như vậy ha. Còn đây là cái mẫu iPhone 8. Đó, giá mình nghe nói là hơn 1.000 đô. Rồi, thì bạn nào có ý kiến gì về cái chiếc iPhone 8 cũng như là iPhone 7S thì bạn cứ việc comment bên dưới video bạn ha. Chào bạn.